Trong một cánh rừng già rậm rạp, qua một trận bão lớn, một quả trứng khủng long khổng lồ vô tình rơi từ vách núi xuống, lăn vào sâu trong rừng, xung quanh quả trứng là cây cối, cỏ dại và một không gian yên tĩnh. Sau một thời gian nằm yên lặng giữa rừng già, quả trứng khủng long bắt đầu nứt ra, tiếng nứt vỡ phát ra, và một phần của vỏ trứng rơi xuống. Từ trong đó, một chú khủng long xanh dễ thương xuất hiện. Cậu ta ngơ ngác nhìn thế giới xung quanh lần đầu tiên, khủng long còn bước ra khỏi quả trứng, bước đi loạng choạng. Cậu ta bắt đầu khám phá khu rừng rộng lớn với ánh mắt tò mò, gặp những loài động vật khác nhau như hươu, sóc và những chú khỉ trên cành cây. Cậu rất vui, nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng. Chú khủng long bắt đầu tự hỏi mình thuộc về đâu và gia đình cậu ở đâu. Cậu nhìn quanh, nhưng không thấy dấu hiệu của những loài khủng long khác. Cậu quyết định lên đường tìm kiếm gia đình mình. Trong hành trình, khủng long xanh gặp một chú sóc đỏ lanh lợi, và hai bạn nhanh chóng trở thành bạn đồng hành. Sóc đỏ quyết định giúp khủng long tìm kiếm gia đình, và cả hai bắt đầu chuyến phiêu lưu đầy thử thách. Họ đến một dòng sông lớn, nước chảy xiết, khủng long còn sợ hãi trước dòng nước dữ dội. Nhưng sóc đỏ nghĩ ra cách giúp cậu vượt qua bằng cách tìm một cây to và tạo cầu. Cả hai cùng nhau băng qua, đi sâu vào rừng. Khủng long xanh và sóc đỏ vô tình đụng độ với một con sư tử. Con sư tử này hung dữ và tấn công không chút do dự. Sóc đỏ nhanh trí, kéo khủng long xanh trốn vào một hang động nhỏ để thoát nạn. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cả hai gặp một con rùa già thông thái trong rừng. Rùa già biết rất nhiều điều về khu rừng và những sinh vật sống ở đây. Rùa nói với khủng long xanh rằng có một vùng đất xa xôi, nơi những khủng long khác vẫn tồn tại. Khủng long và sóc tiếp tục hành trình, đến một vùng sa mạc khô cằn, nơi nhiệt độ cao và không có thức ăn, nước uống. Cả hai bạn mệt mỏi nhưng không từ bỏ. Khủng long xanh dùng sức mạnh để đào bới và tìm được nguồn nước ngầm để cứu lấy cả hai. Trong sa mạc, khủng long và sóc phát hiện ra một hang động bí ẩn, nơi ẩn chứa nhiều bẫy và các loài sinh vật nguy hiểm. Hang động này dẫn họ đến một lối ra dẫn tới vùng đất mới mà rùa già đã nhắc đến. Cuối cùng, khủng long xanh gặp được một bầy khủng long to lớn và nhận ra đây chính là gia đình cậu. Những khủng long to lớn này chào đón khủng long xanh trở về, và cậu xúc động vì đã tìm thấy nơi mình thuộc về. Sau khi giúp khủng long xanh đoàn tụ với gia đình, sóc đỏ quyết định rời đi để tiếp tục hành trình của riêng mình. Cả hai bạn nói lời từ biệt trong xúc động, hứa sẽ luôn là bạn tốt của nhau. Trong khi khủng long xanh vui mừng cùng gia đình, một kẻ săn mồi khổng lồ bất ngờ xuất hiện và tấn công bầy khủng long. Khủng long xanh cùng gia đình hợp sức chống lại kẻ thù, chứng tỏ sức mạnh và lòng dũng cảm của mình. Sau trận chiến, khủng long xanh được gia đình và bầy đàn công nhận là một người hùng. Cậu ta không còn là chú khủng long lạc lõng nữa mà đã tìm được vị trí